ơi, trong đó có giải tiếng Quảng Ngãi. Đứng lại, đứng lại mày. Đứng lại, tao đứng lại đó thằng lùn. Đứng lại mày, trời ơi. Lùn mập đi, đứng lại mày. Tao gần chết rồi mày biết không, tao kè. Thôi cho nó luôn đi. Trả lại cho tao. Trả lại mày, trả lại mày. Trả lại mày, trả lại. Đứng lại. Đứng lại, đứng lại. Đứng lại mày, đứng lại mày. Đứng lại mày, đứng lại mày. Chạy chậm quá. Tao phải dùng tấn công thôi. Sao bạn mày đi nhanh vậy? Đi bằng cái gì mà nhanh quá vậy? Cởi bò. Tao phi thân thấy mẹ luôn mà rượt không kịp. Ê, nó kìa, rượt theo đi, rượt theo. Đã bắt được nó chưa? À, tao nắm được cái đầu nó đâu. Lấy lên. Chết rồi. Hả? Sao còn cái não không vậy? Còn cái da nó đâu? Hả? Để em coi coi. Đâu phải, san hô mà. Vậy nó đâu nè anh? Nó đâu rồi? Đâu rồi? Đứng lại. Nó đâu rồi? Nó mà sao anh la? Vừa lắm. Nó đâu rồi? Đi bắt nó đi. Trời ơi, tụi bay có thấy gì không? Em không thấy gì hết á. Em thấy gì hết trơn á. Em không thấy gì hết trơn á. Trời gì đà cả. Cái gì vậy? Vậy quá. Đi tìm đi. Đi tìm. Chạy tìm đi. Anh có thấy gì không anh yêu? Không thấy gì hết. Giờ đây phải làm sao anh ơi? Rồi không sao thôi nữa. Uống nước biển. Nước em đâu rồi? Giết mày chứ không đó. Vậy mình tính sao? Có thấy gì không? Hả? Cướp biển. Hả? Ăn cướp biển muối mặn. Anh ơi, bây giờ làm cách nào đột nhập vào đó lấy lại cuốn nhật ký? Đúng rồi anh. Đúng rồi. Sao anh? Sao đây anh? Tao đã có cách. Coi kỹ coi, hình như có 4 thằng đột nhập. Nó phát hiện ra mình rồi. 4-1. Tầm 7. Hả anh?
chỉ có một anh. Greg. Mẹ, tôi thấy rõ ràng bốn đang. Ây da, bốn đang. Bốn đang, cái mày. Tao nói là một thằng. Tao nói là bốn thằng. Tao nói là một thằng, mày nghe thằng. Mày hay cãi. Mày mới là thằng lì nào mày. Đưa lại. Bỏ hết vũ khí cho người ra. Nhanh. Johnny Depp nè. Ok, Johnny Depp. Mấy thằng này cũng ác quá, từ một chữ thiệt đẹp nó đưa xuống tới tận cùng luôn. Đúng rồi, cướp biển dùng cà ri bê. Đúng rồi. Đại ca. Chúa đạo tôi. Chúa đạo hê hê. Chúa đạo hê hê. Chúa đạo hê hê, Chúa đạo hê hê, Chúa đạo hê hê, Chúa đạo hê hê. Cái thằng này mà Chúa đạo cái gì, thằng này đúng hơn là biên đạo múa. Ủa sao biết vậy? Thấy nguyên một cái đám diễn viên nó múa từng hết không. Chúa đạo này lạ quá, nó tới bốn cái chân lận. Dĩ nhiên rồi, nó múa ba lê mà, nó cần bốn cái chân để nó đưa lên cho nó đẹp giống vậy nè. Bốn chân cái gì? Giới thiệu cho tao mày biết. Đây, chúa đảo ba thẹo. Mày là chúa đảo chứ đâu phải mày là chủ chợ, mà sao mày nói thách quá vậy? Có hai cái thẹo mà mày kêu ba cái. Mày đuôi hả? Nhìn kỹ nè, một thẹo, hai thẹo. Cái đó là cái miệng, bẩm sinh nó có rồi. Ấy, bị cắt cái lưỡi là cái thẹo thứ ba đó mà. Đó mà. À thì ra là thẹo ẩn chứ không phải thẹo lòi. Nó bị cắt cái lưỡi coi như bị câm. Làm sao ta nói chuyện với nó đây? Ông nói tao phiên dịch mà. Đảo này là đảo của tao. Tại sao tụi bay dám tới đây chiếm? Ngứa quá gãi. Không. Ồ. Nếu mà tụi bay chỉ để tới chiếm đảo hả, thì tao sẽ chặt giò của ông. Không. Sẽ chặt giò tụi bay. Thiệt là vui quá đi. Thiệt là tức quá đi. Ông nói tụi bay hãy chứng minh tụi bay là cướp biển của vùng Caribe đi. Đúng rồi. Cái điều chứng minh ta sẽ chứng minh cho mày biết sao.
Nhưng mà công nhận nó hay thiệt. Sao vậy anh? Thằng chú đạo nó sủa như con chó vậy mà nó là người mà nó dịch được, chứng tỏ hai đứa nó đều là chó hết. Thật sự nguyên cả lũ ngu hết trơn rồi. Nếu ta là cướp rừng ta ở trên rừng rồi, muốn chứng minh ta là cướp biển ra biển là biết liền. Theo đây. Đi mày. Đi bơi. Nếu các người không tin ta là cướp biển, ta sẽ chứng minh cho các người thấy. Ra đây, quỳ xuống. Đưa tiền đây. Nếu cô không đưa tiền thì ta sẽ làm một điều thiệt là dã man. Em xin anh, em không có tiền. Hai anh hãy làm điều dã man đó đi. Em gian anh. Con này liều mạng quá. Tao quất luôn đó. Mấy đứa đi chơi đi, đi, đi. Đứng lại. Ta muốn mọi người phải chứng kiến ta làm điều dã man với cô này. Đừng, đừng. Dã man quá trời. Thiệt là giả man quá đi. Chưa bao giờ tao thấy tao giả man như vậy. Có thấy tao giả man hay không? Tại sao trên trời không thấy giả man như vậy chứ? Trời mẹ ơi, ông này đúng là cướp biển rồi. Ủa sao mày biết? Ông cướp bờ này dưới biển chứ không phải trên bờ. Đại ca, 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 đại ca. Ông nói mày làm vậy chưa đủ chứng minh mày là cướp biển. Được, nếu muốn chứng minh ta là cướp biển thì hãy coi đây. Đó, mày thấy không? Tao chơi dưới biển đúng là tao cướp biển chưa? Mày tin cho mày. Thấy chưa? Tao đâu có sợ biển đâu. Đúng là cướp biển rồi đó. Sao biết? Trời ơi, ông xuống biển không chơi kìa, thấy hả? Đâu sợ biển đâu. Ờ ha. Đại ca, 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 đại ca. Đại ca, 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 đại ca. Ai đã đi kiếm được cái giò này ngon quá vậy? Dạ em. Em kiếm được hả? Dạ. Ở đâu mà ngon vậy? Dạ em cũng cực khổ lắm mới có được anh. Đáng thưởng, cảm ơn em. Nãy giờ tao ăn cái giò mày hả? Dạ đâu có. Chứ cái giò mày đâu? Đây nè. Hết con à. Anh có muốn dùng la sét không? La sét hả? Dạ. Có không? Dạ có. Món gì? Kem khế. Hả? Lạ quá. Dạ. Kem thường thôi mà, đâu có mùi khế đâu. Ừ? Là sao? Cái này là cái gì? Kem. Cái này khế. Kem khế. Ông rảnh quá. Dạ. Muốn ăn kem cóc không? Dạ muốn. Lấy cái kem đi. Dạ. Cái cóc đâu anh? Cóc đây. Đi. Đi. Hưởng thụ mỹ nữ. Hưởng thụ mỹ nữ. Hưởng thụ mỹ nữ. Hưởng thụ mỹ nữ. Mỹ nữ của ta đâu? Trời ơi.
quen với em bền lắm á. Đại ca, nhớ lo chuyện đại sự. Yên tâm đi, ta sẽ dùng đến tửu. Dạ. Coi tửu nào mạnh nhất đem ra đây. Dạ có đây. Dạ, em mời đại ca. Tửu này vừa mạnh vừa khỏe. Tửu này ngâm cái gì mà vừa mạnh vừa khỏe? Biến thằng lằn. Từ xưa tới giờ ta chỉ nghe có bính dê bính bò, làm gì có bính thằng lằn. Đừng có giỡn chơi như vậy. Uống thử coi. Rượu này mà kêu mạnh. Ủa, gấp gì vậy? Biến thằng lằn. Cái này quý lắm, bỏ uổng. Ồ. Nịnh đi, khóc hoài. Tiền nè, đừng có khóc nữa. Johnny đích đó, nên tôi cho một nồi. Chưa vừa lòng nữa hả? Cô có thể lấy được thân xác của tôi, nhưng cô không thể nào lấy được tâm hồn của tôi đâu. Nhìn cái gì? Tôi biết là tôi đẹp, nhưng mà cũng đừng có nên nhìn như vậy, nhìn hoài. Cha mẹ đẻ ra đáng giá ngàn vàng mà nó trả có mấy đồng bạc. Ôi đại ca, đại ca, đại ca, đại ca, sao bây giờ tụi bay mới tới trễ như vậy? Hả? Ủa gì kỳ vậy? Trời, lông mi sao mọc ngược vậy? Lông mi là một tầm bảy tầm bạc không à? Chẳng lẽ đại ca bị ung thư lông mi? Lông mi gì? Có hai cái nơ kìa. Thầy ơi, dài quá trời dài luôn. Chết mẹ, nó nằm ở đây hồi nào vậy? Ai biết? Vậy mà hồi nãy con kia nó nhìn tao, tao tưởng nó nhìn tao tại vì tao đẹp. Trời ơi, bây giờ, sao? Tìm cách nào vô hang lấy lại cứu nhật ký. Đúng rồi. Đại ca, cách nào? Nói đi. Chuyện đó để tao lo. Dạ thưa đại ca, hắn không phải là Johnny Depp mà chính là Hoài Linh. Ông nói cái gì vậy? Tôi không có hiểu gì hết. Ông nói tại sao cái vai ông nặng quá. Đúng không chú Đạo? Ông nói ông biết mày là thằng bữa trước rượt ông chạy chừng chết luôn á, phải không? Nhốt nó lại. Anh Linh đi lâu quá, chắc có nguy hiểm. Bây giờ vậy sao anh? Em vô trước đi. Quang, đi đi. Bỏ vũ khí xuống. Quên, mình động của nó mà. Bỏ vô đi.
chết rồi, chết rồi, chết rồi. Không có đâu, nó xỉn á. Chịu quá đi, ráng lên, ráng lên. Đi đi, anh, ráng lên, lấy cái chân. Lấy cái chân, mày dài hơn cái tay. Em biết rồi, em biết rồi. Em không có mình khéo đi, khéo đi. Khéo, khéo đi, từ từ. Ráng lên. Trời ơi, cái gì vậy? Em nửa chân, đổ chân, chân, chân mình dài dài hơn. Đúng rồi, đúng rồi. Đổ đi, đổ đi. Ủa sao tới đây vậy? Nữa, ráng lên, ráng đi, ráng đi. Ráng lên, ráng lên, ráng lên. Tới rồi, tới rồi đó. Lấy chìa khóa, lấy chìa khóa. Được chứ, được chứ. Chỉ chỗ cho nó mở. Chỉ chỗ. Đây. Chỗ đó đó. Chỉ chỗ. Mở đi. Mở đi, mở đi. Mày nè, chỉ cái lỗ này nè. Bực lông mày ra mày chỉ cái lỗ này nè. Cái gì vậy? Trời lấy rồi mà. Chỉ cái lỗ cho nó đi. Đây, đây, đây. Đó, đó. Mở cái nào ra hả? Mở ra, mở ra. Được rồi, được rồi. Mở ra, được rồi. Ra hết rồi. Ra hết rồi, anh kêu mở chi nữa. Thì mở ra cho nó biết là mình mở cửa mình đi trốn rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đi, đi, đi. Trả lại cho nó. Anh ơi, cho gửi lại chìa khóa. Cảm ơn nhiều nha. Thử lâu bình an.
con xỉn mà cho tao nghỉ giải lao chút được không? Được được. À, nghỉ như đi. Vậy đi. Ừ. Ê mày chơi xấu quá. Chị ơi,
tôi nói tiếng Việt không rành, có gì không hiểu bỏ qua cho. Cháu này I love. Tư ơi Tư, đã ra quên cả tương chơi Tư ơi. Tư à Tư, Tư ơi. Ủa đâu mất tiêu rồi trời. Tình ơi buồn lắm. Tôi có đứa con. Rồi cái nó nói tôi sao mà ở cu kia mình buồn quá, cái nó bảo lãnh tôi qua đây. Nó nói hưởng phước. Mà phước đâu cũng thấy. Thấy thằng nhỏ cứ đi làm tối ngày bỏ tôi nhà mình hoài. Khổ vậy đó. Tôi nói trời ơi mà phải chi nó không lo cho tôi sao. Nó lo cho tôi đầy đủ lắm. Tôi lúc nào không có tiền hết trơn á. Lúc buồn ấy tôi đi ra cửa sổ tôi đứng hoài chờ có gánh hàng rong nào đi ngang mình kêu vô ăn đỡ buồn. Mà chờ hoài không thấy. Thấy Mỹ đi tập thể dục không? Mà nó gặp mình nó còn kêu nữa chứ, nó la ý money 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 money. Trời, mình tưởng nó tưởng mình có tiền, nó tính nhào vô cướp, sợ quá ông nội ơi. Ai về đâu nghe kỹ lại nó nói monkey monkey monkey. Monkey là khỉ già. Nó đi ngang nó dòm tôi, nó ở nhà nó khỉ già ông nội ơi. Mà người già ở xứ này thiệt cũng giống khỉ già thiệt. Cứ trong nhà đi tới đi lui hoài, không biết làm gì. Qua nhà bạn chơi nhà cũng chống chân chống chất. Không biết làm sao. Ai giống giọng Mr. Six quá ha. Hả? Mr. Six. Ai là? Mr. Six. Ai? Mr. Six. Mr. Six. Mr. Six. Mr. Six. Mr. Six. Ủa không thấy tôi trời. Where are you? Mr. Six. Giống như tôi bị tàn hình vậy. Mr. Six. Where are you? Mr. Six. Ủa nãy giờ đến đây hả? Ông nội ơi chịu không nổi luôn á. Tự nhiên nói tiếng Việt, nói tiếng Mỹ rồi sàn qua tiếng Việt kìa. Ê bộ chữ chữ ở đây không nhớ nói tiếng Mỹ làm sao hả? Em sorry. Hả? Hair. Hair là lông bà ngoại ơi. Là lông là tóc. Còn ở đây người ta kêu bằng here. Em sorry. Here sir, here sir, here sir. Không phải, no. Here thôi. Chừng nào á mà tôi sờ bạn gì nè, đó là here sờ, đúng không? Gì là here sờ, còn gì không là here thôi, hiểu không? Em sorry. Here. Where? Đâu có chân cẳng đàng hoàng gì where vậy bà nói. Nowhere. Tell me where will you be mine? I wonder. Oh, tell me where will you be mine? You hum. Oh, I'm sorry. Oh, no hum, no hum. Mr. Sick. Mr. Four. Nói tiếng Việt đi. Mikau. Sao nãy giờ không nói? Làm tôi nói tôi mệt muốn chết luôn à. Tôi nói cho người ta rõ, ta hiểu chứ. Nói tiếng Việt rồi, nói tiếng Mỹ kiểu này, Mỹ hiểu được cái chết liền á. Dạo này ha, mặc đồ đẹp ha, cao ráo đưa chân dài đó ha. Mặc quần bông áo xanh ha. Vậy thôi. Khỏe mạnh ha. Tập thể dục. Qua nhà tôi ngang nhiên mà không thèm nhấn chuông ha. Hàng xóm mà. Bây giờ tôi mới hiểu. Sao? Con Julie nhà tôi có bầu là do ông. Nói năng đàng hoàng cái bà. Ê bà đừng có tấn công tôi kiểu này, tôi ghê ghê hơi tôi té tôi chết à. Tôi già cả lớn tuổi rồi, tự nhiên rồi sức đâu làm chuyện đó. Không có đâu, đừng có nói vậy tùm bậy tùm bạ không có được. Nói gì mang tiếng tôi chết à, không có vậy thì. Vậy thì do ai? Do ai? You. Chẳng không, lẽ không phải tôi. Tôi. Không tôi, phải tôi. Tôi. Ủa mình. Honey làm cho Julie có bầu. No. Oh my god. Móc cái họng bà chứ ra. Đúng rồi. Tôi để tôi ra tôi giải thích cho anh Sáu anh hiểu. Tức quá Tư ơi. Anh ơi con vợ tôi nó dớn dác lắm. Ừ sao? Thôi để tôi nói chuyện với nó. Bà sao bà tắt cười vậy? Sao tại vì con Julie bà chửi ổng? Ừ. Con Julie nhà bà nó cũng đâu có đàng hoàng. Thấy không? Bà đi làm xong nó chạy cả ngày ngoài đường. Cả khi cả khuya nó còn chưa về. Ô, mà em
Nhưng mà you are me. Dù dù nói cái gì? Thầy thấy ông này nè, ông hay qua nhà thì nghĩ là ông hốt hàng con Julie. Nhưng mà bây giờ nè, tôi nói cho bà nghe, bây giờ nó lỡ nó có chữa rồi thì cứ để cho nó đẻ mình nuôi. No, yes. Thì tôi có chữa thì ok, tôi chấp nhận. Nhưng mà có chữa với cái giống này tôi không chịu, tại cái giống này là cái giống nhiều lông. Bà mẹ. Smart hair. Tư à, giải dở đàng hoàng á Tư. Tao lông dài lông ngắn thì thức kệ cha tao, cái mắc mớ gì nói tao hả? Hả Tư? Tôi xin lỗi chú. Bây giờ nói nghe nè, sao sao? Bà nói ông nhiều lông chứ tôi thấy bà lông nhiều hơn ông. Hả? Lông từ đầu chân luôn. Vậy? Cái bà vô duyên vậy? Người ta lông nhiều lông ít kệ người ta. Mà anh Vũ nói không tự phải, nhiên nói tôi cảm. Tại vì bà không thích con chó lông xù nhà chú. Không thích con Tommy lông xù nhà chú. Bà thích chó lông xác thôi. Không có thích chó lông xù. Ủa nãy giờ nói chó tôi làm chó bà có bầu hả? Tưởng ai? Bà mẹ nãy giờ tôi tưởng nói tôi làm chó bà có bầu không ông nội? Đó thấy không? Nói năng gì chó không á. Mà bà nói không rõ ràng. Để cho chú Sáu ông hiểu lầm rồi thấy không? Ở đây có mấy người Việt Nam à. Có chó có mèo không lôi ra đây chửi. Em sorry. Sorry nữa hả? Đập bà cho bà sorry hoài. Thì nói chung là tôi không có thích cái giống lông xù nhà đó. Trời ơi, cái thứ gì đâu mà lông quá trời lông luôn à. Tôi hỏi ông chứ đâu mà sáng sớm mà thấy nữa. Lông che mắt, che mũi, che miệng, che hết toàn thân không thấy gì. Bữa hôm mà tôi đi ra sau giường, cái tôi đang đi vậy đó, tôi dấp té cái bạc vậy đó. Rồi cái tôi thấy, trời ơi, sao chân tôi chảy máu nhiều quá. Cái tôi lấy cục bông gòn, tôi dính vô, tôi lao chân tôi. Trời ơi, nguyên con chó nó cắn tôi. Trời ơi, nó giống cục bông gòn, cái gom luôn á. Chó gì ghê quá. Nó đừng nói vậy, tôi mang tiếng đi. Chó tôi là có đi học đàng hoàng đó nha. Không bao giờ nó cắn người hết trơn á. Chắc tại bữa đó bà rờ nó, bà lông nhiều quá, nó tưởng giống nó mới cắn chứ. Đó, cái tưởng cùng vòng loại cho nó mới cắn bà. Thôi, bây giờ tôi nói chuyện lại không lại với mấy người đâu. Bây giờ ông á, ông ở nhà, ông làm ơn trông Julie giùm tôi. Tại Julie nó sắp có chữa, là nó sắp đẻ rồi. Bây giờ ông phải trông coi cho nó cho tôi. Tôi cấm tuyệt đối ông không được qua chơi với cái gia đình này nghe chưa. Cái gia đình này là too much hair, là thứ nhiều lông. Chứ là không chơi cờ tướng nữa. Ok, bây giờ you đi về, còn ông đi vô, còn tôi đi ra. Nói xiên nói sợ chỗ này ông nội tôi không ở nữa. Tôi cũng chúc cho con chó của nhà bà nha. Nó đẻ ra mấy con chó câm ấy. Mình bà nói không là nghe hết hồn rồi. Thêm mấy con chó sủa nữa ai sủa nổi. Anh ơi lên chơi với mình đi. Chú sao? Thôi, không có chơi gì hết trơn. Thiệt có con vợ cũng mệt mỏi. Bây giờ bắt đầu tới coi dao coi chó nữa mới gom cho Julie. Mới đây bà đi đâu nữa rồi đó. Julie. Biết rồi. Thôi. Đi đâu vậy? Đi đâu nãy giờ? Ngồi đó đi, tao lấy cơm cho ăn. Mày hổn quá, mày tao giả trong mặt mày chứ mày hổn quá. Bả thương mày chứ tao không có thương mày đâu. Chó mày cũng hổn. Trời đất ơi. Mày trả treo hả mày? Ngồi đây, tôi cho ăn, ở đây. Tới đây. Đồ ăn của mày còn ngon hơn đồ ăn tao á. Bào ngư di cá, mày đặt có chữa anh chị rồi cho ăn sang dữ à. Tao hổm này ăn vịt luộc không á. Nè. Ăn đi. Cái gì vậy? Gì? Bà dướng hai cái lỗ tai. Bà ăn không được. Nè ăn đi. Cái gì vậy? Xin lỗi mày. Tao quên, tao mới hâm xong tao quên mà. Nè ngủi rồi nè ăn đi. Ăn đi, cái gì ngủi rồi? Cái gì vậy? Giờ thuộc kệ ông nội mày, mày có ăn mày ăn, mày không ăn mày thôi mày. Mày có ăn không? Mày không ăn thì thôi. Chó mà cũng chảnh đây đây, đúng là chảnh chó nè. Ăn à. Hết gây cho bà, tôi gây cho mày. Chủ sao tới y vậy?
chó mà cũng cơm bưng nước rót hay chứ. Ở Việt Nam tao để trong cái ảng á, muốn uống uống hả mày nè, uống không? Cái gì? Chữa. Ai không biết bà có chữa? Cái gì? Nước. Biết đâu nhớ rồi bà, thuốc dưỡng thai của bà nữa chứ. Đây, tôi chuẩn bị hết rồi, đây. Ủa hai bịch thuốc cảm của mình, bịch thuốc chữa của bà là thuốc nào đây trời? Thuốc nào của... Tao không biết thuốc nào của mày. Tao lộn rồi. Hồi sáng tao... Cái này hả? Chắc ăn không? Vậy được, chứ tao không hiểu, tao uống thuốc ngừa thai vô tao ngừa cái gì nè. À, thuốc dưỡng thai. Rồi, vậy xong rồi đó. Rồi đi chơi đi, để tao lo tao dọn dẹp nhà cửa nữa. Cái gì? Nhạc. Bà ngủ bà cũng nghe nhạc bà mới ngủ được. Chờ chút. Mày nghe sẵn tao nghe luôn. Chứ tao nghe vợ tao chửi hoài tao mệt quá, tao nằm đó đi. Tao với mày cùng nghe nhạc. Đĩa số 1. Nín để nghe nhạc đang hay. Cái gì vậy? Sao mà đĩa nào? Bấm đại đĩa số 5 đi. Cho bà uống thuốc ngừa thai hay là cho bà uống thuốc lắc vậy trời? Cái gì? Leo xuống. Mày nằm mày dính lông tùm lum à. Leo xuống. Má mày về. Chứ mẹ hai con là con nào là con chó, con nào là con vợ trời. Mấy chục năm nay bà lấy tôi về, xong rồi bà đi làm về không bao giờ bà mừng như mừng con chó rồi trời. Ôi, con ơi, ở nhà con ăn cái gì chưa? Ông sao ông cho nó ăn gì ông? Cho chứ mày. Ôi, Julie của mẹ, con dễ thương quá à. Mẹ huấn luyện con thành con chó hai mặt khét à. Thôi, Julie, ông làm ơn cho pha sữa cho nó uống giùm tôi chứ ông. Không mệt lắm, hồi sáng giờ tôi mệt dữ lắm rồi. Giờ bà về bà lo cho con bà đi. Thiệt á, tôi khổ ghê á. Ông á, người không nạnh. Cái nạnh chi với mấy con chó hay chi vậy trời. Vô làm ơn pha sữa nó có chữa nè. Nó phải có chữa cho bộ bà có chữa ha. Trời ơi. Chừng nào bà có chữa tôi lo cho. Đừng phải lo cho nó chứ. Mệt ông quá ông làm ơn vô giùm tôi đi ông. Nó đói nè, nó gần xỉu tới nơi nè. Chưa đi. Hành tôi biết à. Chưa đi ơi. Đây, mẹ có mua quà cho con nè. Mẹ đi shopping mẹ mua cho con một cái khăn nè. Mẹ mua cho mẹ một cái khăn nè. Đây, mẹ mua cho con một cái nón nè. Mua cho mẹ một cái nón nè. Thôi dễ thương không? Hai mẹ con mình giống như hai mẹ con sinh đôi. Mẹ uống sữa đi Julie. Gì vậy ông? Bà hả? Tôi là ông ơi. Tôi sao bữa nay hai con giống nhau vậy? Thất ghê vậy á. Bà làm riết hồi tôi không biết bà con người luôn nha. Tôi là chú Tư. Còn cái này là chú Ly. Còn ông là chú chồng. Nè, cho nó uống đi. À,
nay nó về nó thấy tôi nó mừng quá trời, tôi mặc đồ giống như con báo vậy đó. Đây 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 con ơi, vô đây con. Con vô đây. Con vô đây con. Đó, con vô đây con nằm với mẹ nghe. Đây, con nằm đây. Ôi, không không được. Bà đưa nó tới ổ nó nằm đi. Bà đưa nó ổ nó nằm. Chỗ này tối tôi nằm tôi ngủ mà. Thì có sao ông cứ hay nạnh với nó hoài à. Nó có chữa, nó nằm đất đâu có được đâu. Nằm đất hơi rồi nó bệnh nó làm sao. Trời ơi bà ơi, ở Việt Nam người ta nuôi chó, người ta muốn ở nằm đâu nó nằm mà. Sao đâu có ai cho lên giường nằm như chó bà. Khổ ghê vậy, nhưng mà nó là chó bên Mỹ, ông hiểu không? Ông phải cho nó nằm ở đây cho tôi đây. Ê, chó Mỹ nó cũng là con chó mà. Tôi không biết, bây giờ tôi chỉ biết là bên này phải cưng chó, ông hiểu không? Vậy nó nằm đây rồi tôi nằm đâu? Thì ông ra ổ nó ông nằm. Trời ơi. Em sorry, em sorry. Bà vừa phải thôi nghe bà. Ông ra cái giường kia kìa, ngay cái sofa kia ông nằm hộ tôi ok. Ông ra kia ông nằm giùm tôi cái đi. Tôi sẵn ông ra ông lấy cục bông gòn cho bịt lỗ tai con chó nó ngủ với ông. Tội nghiệp nó ngủ ê, không ê, được. Ồ ê, nào. Nuôi chó để giữ nhà. Bà bịt hai cái lỗ tai nó lại rồi sao nó nghe nó coi nhà được. Khổ ghê, sẵn nằm nó rồi canh nhà cho nó luôn đi. Hoài thiệt mệt ghê. Sorry. Ông ra ông đừng có nặng chó nữa, tôi khổ quá. Ông ra ngoài đi giùm tôi cái đi. Con uống sữa mẹ ru con ngủ nha. À ha ơi. À ha ơi. Đất ơi, đất ngủ ở trong à. Cái gì vậy? Cái gì mà ồn ào không cho ai ngủ vậy? Ủa ông ủa vậy là làm sao ông? Là sao không hiểu? Ủa, ê sao chắc đó? Nó sắp đẻ rồi. Ủa sắp sanh hả? Cho nó vô ổ đi, cho nó vô ổ cho nó đẻ đi. Con ơi, tôi mình đi sanh con. Thôi đi con. Đi đâu cho nó vô ổ đẻ? Không, phải đưa vô bệnh viện mình đẻ thường cho nó ông ơi. Đưa vô bác sĩ hả? Sao con? Bà muốn đẻ mổ. Hả? Có đi nữa hả con? Thôi được rồi, mẹ dắt con đi đẻ mổ nha. Đi con. Đi ra đây. Có gì mẹ cổng con. Thôi, con nặng quá. Thôi có gì con cổng mẹ đây, Mạnh ai nó đi, trời mệt con quá à. Đi nhanh con ơi, đẻ nhanh con ơi. Chú Ly của mẹ. Từ ơi, Từ à. Con đây sao? Dạ. Cái gì mà bên đây chó sủa tiếng người, người la tiếng chó tùm lum tà la vậy? Hả? Con hồi nãy giờ con mệt quá. Cái gì? Con chó. Sao? Con chó nó đi chết. Không phải, nó đi cái gì mà giống người ta chửi đó. Cái gì? Chó đẻ. Chó đẻ. Con chó nó đi đẻ. Con chó đẻ hả? Nó đi bệnh viện đẻ rồi, vợ con nó đưa đi rồi. Vậy thì vợ chắc mừng lắm ha, có làm đầy tháng không? Dạ chắc cũng có đó, nó đòi in thiệp rồi, nó có gửi cho chú, nó nói dù gì nữa chú cũng ông nội của sắp nhỏ. Làm ăn tiếng miệng. Ai biết đâu. Tôi lo quá Tư ơi, tôi nói thiệt á. Con chó đi đẻ là tôi cái bụng tôi nó lo, không có yên. Không biết đẻ ra giống tôi không? Tôi giống con tôm mì nhà tôi không? Mình nói Honey. Vụ gì? Honey ơi. Cái gì Honey? Vậy? Sao không đưa nó đi? Trời ơi, Honey ra xe. Honey hốt hàng nó vô hùm tôi, nó xanh luôn tại xe rồi. Ôi trời ơi, đẻ rồi hả? Nó đẻ ngoài đó luôn rồi hả? Nó đẻ ngoài đó luôn rồi. Mấy con? Nó đẻ một lúc ba con. Trời luôn, ơi, ba con hả? Nó màu gì? Đẹp mà không? Đẻ nó đẻ con bẹt rê, con chó phóc, con mặt sệ. Sao kỳ vậy ta? Julie, tôi sao dễ sợ vậy? Tôi hết hồn luôn à. Trời ơi, ba con ba thứ hả? Cha ba con hết hồn hết vía vậy. Mà sao nó đi với Tommy á? Mà sao nó không có sinh ra ông? Ông có lộn. Con nó sinh ra cái con giống Tommy. Có con nào lông xù không? Không. No lông xù. Không có lông xù hả? Yeah. Không có lông xù rồi, tôi với chú Sáu rồi đánh cờ tướng với nhau được rồi. À, mà sao kỳ vậy ông? Con chó nhà mình nó ngoan hiền lắm mà. Bà hỏi đó, bà hỏi nó. Ba cái thằng nào hốt hàng nó tội nghiệp nó quá. Con bà ngoan hiền quá mới đẻ ra ba giống ba nơi đó thấy không? À, không có con nào giống con chó của chú Sáu hết là sao? Đó bây giờ tại sao bà chửi đó? Bây giờ bà xin lỗi người ta đi. Bà xin lỗi người ta đi. I'm sorry because nói tiếng Việt. Tại vì nó lăng nhăng quá tôi không biết. Tôi sorry ông. Tôi xin lỗi ông. Thật sự. Tôi nói thiệt với chị nghe. Làm sao mà cái con Tommy nhà tôi mà nó làm cho cái con chú Lì nhà chị đẻ được? Tại vì từ khi chị tới đây là tôi đi thiến rồi. Hả? Cái gì? Không. Từ khi chị đem con chú Lì về là tôi đem con Tommy đi thiến rồi. Oh my god, ông làm hết rồi. Ủa vậy sao hổm nay vợ con nói chú sùm, sao chú không nói câu nào hết trơn vậy? Thì sao không nói làm để tôi cãi ngu sao trời. Nói thì qua đây có cớ đó mới gây lộn được với bà chứ.
Nhiều khi bà nói chuyện là chì chiết hoài, sao tôi chịu nổi đó, tôi muốn vậy đó. Cứ nói hoài. Mới đầu cũng buồn, nhưng mà từ từ có người nói tiếng Việt cũng vui đó. Ờ, nói đã luôn. Cái gì? Bà đó, bây giờ tôi mới I'm chửi bà. Bây giờ tôi quánh bà loài trầu luôn chứ không phải câu không đâu. Kỳ cục à. Tôi nói bà bao nhiêu lần rồi, chuyện gì cũng phải vừa vừa phải phải thôi. Hàng xóm láng giềng ở cái khu này có bao nhiêu nhà Việt Nam đâu. Bà lôi thì chú Sáu bà ra bà chửi à. Rồi còn bày đặt qua đây mới có 2 năm mà nói tiếng Anh đồ ào ào, tiếng Việt thì cũng không. Thế bà nói bà đừng nói bà quên tiếng Việt đi ha. Yes. Bà yes hả? Nhưng mà qua biết... đây biết có 2-3 chữ tiếng Anh, yes no là hết rồi đó. Mà ăn thì cứ tiếng Anh bị câu bị đồ. Tôi nói cho bà nghe nha, bà bỏ cái thói đó đi nha. Là một, cái thứ hai nữa đó, bà đừng có coi con chó nó hơn thằng chồng bà nha. Từ xưa tới giờ chưa bao giờ bà lo lắng cho tôi bằng lo cho con chó. Tôi quánh con chó thì bà đi thưa cảnh sát là sao? Nói đi kia. Không có em nói là em xin lỗi chồng. Từ nay em không có coi chó nữa mà em sẽ nuôi chồng. Ok. Khỏi cần bà nuôi, dạ. Bà để cho tôi yên là được rồi. Dạ. Mấy con chó đó đem đi hết đi. Ủa gì vậy? Ơi, ông ơi. Cái vụ gì? Sao tự nhiên? Quả lên. Ủa gì lên đây nữa? Cái rồi. Nãy đây. Nãy đây. À, Bị Câm hả? Bị Câm nói giùm không? Lòng tiếng phải không? Nãy đây. Chết không? Ông ơi. Hả? Sao tự nhiên đâu trong nhà tôi có khúc bánh mì với cục mỡ với cục xương xuất hiện vậy? Vô duyên. Trời ơi, đặng gái nó nhìn vô duyên quá à. Nè. Tôi nói cho mấy người nghe nha. Mấy người bị kẹt rồi. Quay Linh có tài cải trang rất hay. Đúng rồi. Không ai nhận ra được nó đâu. Ôi này chồng tôi mà. Quay Linh á. Trời ơi, anh nghĩ anh có tài quần cải trang mà thoát khỏi tay em không hề. Ôi cái này Quay Linh hả? Ừ. Vậy chồng tôi đâu? Ủa là sao? Chồng ơi. Chồng của chị em chồng nhốt ơi. Trong kia kìa. Ôi chồng ơi. Em đi nha. Chồng ơi. Ủa vậy là sao? Chồng ơi, chồng đâu rồi? Dạ. Lên tàu Linh ơi. Lên tàu. Lên tàu Linh ơi. Lên tàu. Anh nói chú đã. Lên đi. Lấy đi anh. Bà khùng quá mày hả? Cướp nào kìa. Vô cabin đi. Nó không biết lái tàu. Trời. Ê, nó lái rồi kìa. Nó lái rồi. Nó cướp tàu. Đổi theo đi. Hay quá. Tôi phải công nhận một điều nha. Hả? Ông nghĩ ra cái chiêu này hay thiệt nha. Sao ông hay ông nội? Nghĩ ra cái chiêu này á, nó tụi nó cứ bị nó nhìn mình, nó tưởng mình là ban nhạc không à. Đúng rồi. Nó đâu có truy lùng mình đâu, đúng không? Mình đi trốn cướp biển mà. Mình phải giả bộ như vậy. Đúng rồi. Vô mình lập ban nhạc, mình đánh đàn cho cô ca sĩ nãy ca. Hay quá. Biển đâu có biết đâu, hiểu không? Ừ. Ông làm gì mà la to vậy? Ông muốn tụi cướp biển nó bắt mình à? Nhưng sao thấy nó xôm quá mình cũng muốn la hù. I have myself for love with you. I have myself for love. Nó nghe nó quắc bây giờ. Ủa vậy hả? Ôi, ông đâu rồi? Tôi đây. Ông làm gì vậy? Ê, cất cho tôi cái đờn coi. Hả? Cất cho tôi cái đờn coi. Để tôi nhìn coi đồ của nó còn đây không nha. Sao rồi? Hết rồi. Đó, tụi nó rồi. Vậy cũng thoát nạn được. Ây, bây giờ tôi cởi này ra nha, nóng quá. Cởi đây. Trời ơi, đổ này vô tôi tưởng nãy giờ. Vô. Hey. Xong rồi. Xuống. Ổn rồi. Xuống. Thôi ông xuống vậy không có điệu nghệ, không có giống mà cái gì mà đi biển đi. Trời ơi. Lẹ lên. Từ từ. Té bây giờ.
Khoai. Lạnh quá, lạnh quá. Mừng quá, mừng quá. Thoát được bọn cướp biển mừng dễ sợ. Trời ơi, tôi cũng mừng vậy cha nội. Hẹn ông ra đây có chuyện kể ông nghe. Ủa, ông hẹn tôi đây có chuyện kể tôi nghe hả? Trời ơi, chuyện gì, chuyện gì vậy? Chuyện vô cùng quan trọng. Quan trọng lắm hả? Thế chuyện nó như thế nào kể tôi nghe coi. The story Missy Fly và Mr. Fly. Là cái gì vậy, là cái gì vậy? Ở bên Anh mà không biết nói tiếng Anh. Thôi ông nội ơi, ông làm tôi thấy riết ông giống Thúy Nga rồi đó nha. Ông nói gì nói tiếng Việt đi cha. Qua mới tiếng Anh cũng mấy ngày mà bọc mẹ nó lắm lung lá. Bà Thúy Nga ở bên Mỹ. Ừ. Còn tôi ông ở bên Anh. Bên Mỹ tiếng Anh cũng thử rồi cha nội ơi. Khác nhau. Thôi đề nghị ông nói chuyện tiếng Việt đi. Rồi tiếng Việt phải không? Kể nghe chuyện về gia đình ông Năm với bà Năm. Đó, gia đình ông Năm bà Năm nó sao kể được nghe coi. Nha. Ừ. Hôm bữa, ừ, tôi đi ra supermarket. Đề nghị nói tiếng Việt nha, không hiểu từ đó từ gì hết. Supermarket mà không biết. Không biết. Là cái siêu thị á, hiểu không? Là siêu thị hả? Siêu thị á. Rồi. À gì supermarket rồi, sao? Là sao nữa? Thầy không nói gì vậy trời. Cái gì kể đó? Lại nè. Ông Năm mà Năm vô siêu thị. Đúng rồi. Hôm bữa đi ra cái siêu siêu thị. À, siêu thị. Rồi siêu thị sao nữa? Gặp ông Năm với bà Năm. Ô, ông vô siêu thị ông gặp ông Năm bà Năm chỗ đó luôn hả? Ừ. Hay quá. Rồi sao nữa? Đi một khoan đã. Cái gì vậy? Tôi kể ông nghe, ông đừng có kể là cho ông cha Tư Ròm nghe nha. Ủa sao kỳ vậy? Thằng cha Tư Ròm mới nổi tiếng nhiều chuyện. Cái vụ tôi biết đâu cha nội ơi. Mà đặc biệt có cái biệt danh. Biệt danh gì vậy? Chuyên gia nghe lén. Ủa sao biết hay vậy? Trời ơi. Ở đâu vậy? Sao biết mình nghe lén hay vậy? Ở đâu vậy trời? Rình. Chuyện người ta thì chuyện nghe lén gì vậy cha nội? Nghe lén kỳ cục. Nghe vậy thôi. Nghe nhưng mà không có nhiều chuyện như tụi bay. Chuyện về gia đình ông Năm bà Năm. Tao biết, tao nghe, tao đâu tao bỏ đó. Tao không có nhiều chuyện như tụi bay. Chuyện ông Năm bà Năm, đàn ông con trai mà nhiều chuyện. Hai thằng đi ra đây tưởng làm cái gì? Đi kể chuyện ông Năm bà Năm. Muốn kể ông tao kể cho nghe, tao rình hơn. Ông biết hả, ông biết hả? Trời, tao không có nhiều chuyện nhưng mà tao rình được. Đạo được không? Hôm qua tao mới đi ngang nhà ông Năm, xong tao nghe hai vợ chồng ông Năm gây lộn. Gây lộn? Gây quá trời luôn, hai vợ chồng la. Trời ơi. Sao nữa? Ông Năm dắt xe đi. Rồi sao nữa? Tao dắt xe ra khỏi nhà. Xong tự nhiên hả, tao nghe im re luôn mày. Rồi sao nữa? Sao nữa? Im không có một tiếng động luôn. Sao nữa? Hết rồi. Ông đi rồi đâu có ai chửi với bà nữa đâu nghe. Ông nội, tốt quá. Làm người ta tập trung muốn nhủ não luôn à, tiền cái cãi rác không có gì hết trơn. Ôi tao nói nhiêu đó hết rồi. Nói chơi tụi bay thôi, tao ghét đàn ông nhiều chuyện lắm, đừng có nhiều chuyện. Chọc tụi bay chơi cho vui vậy thôi. Tao đâu có ưa cái thứ nhiều chuyện, mày biết cái tính tao từ xưa giờ mà, tao đâu có thích nhiều chuyện đúng không? Đúng rồi. À. Lát chiều đi tới quán cà phê bà Bảy, tao kể chuyện bà Tám cho nghe nha. Ê, sẵn cái nhà bà Chính luôn nha. Ông nhiều chuyện thấy sợ. Làm vậy? Tự nhiên tôi nghe chiều này có chuyện cái tiện mình mẩy tôi nó ngứa ngáy trời cha nội ơi. Đàn ông con trai đâu nhiều chuyện nó bắt sợ luôn. Bậy, cái đó không phải gọi là nhiều chuyện. Gọi là gì? Cái đó ta gọi là thu thập kiến thức. Nhiều chuyện nó nhiều chuyện. Bậy, thu... Thôi! Thu cái gì? Cái chuyện trước mắt ông lo. Chuyện gì đâu mà lo. Nãy giờ ông có cảm giác có cái mùi gì lạ không? Có. Chia nhau đi tìm đi. Ô cưa. Trời ơi, trời ơi, gì vậy? Cái vỏ quay để sau cái ghế nè ông nội ơi. Hả? Phải không? Tôi thử mày nói, ba cái vụ này nguy hiểm lắm đó nha. Sao? Không phải cha nội ơi. Quậy cầm lên thấy bốc mùi liền. Ông không tin tôi mà hử đi. Bạn bè sống nhau từ nhỏ lớn, chạy từ Mỹ qua Anh, từ Anh qua tới bây ở tại đây rồi còn chưa tin tưởng nhau là sao vậy hả? Đó là sự xúc phạm nặng nề. Sao? Khốn nạn. Gì vậy? Thúi quắc bắt tao hử. Có phước cùng hưởng, có nạn cùng chia. Cái mùi nó dễ chịu ha. Nó y như là cái mùi mà xí cày ha. Nguy hiểm quá. Vậy là đúng rồi ông ơi. Gì vậy? Xác người trong túi xách. Hả?
xác ngươi. Trời ơi, đi về ghê quá cho nội ơi. Ghê quá. Muốn nổi tiếng không? Sao không muốn? Tôi với ông phá vụ án này bảo đảm tôi ông nổi tiếng liền. Phá án hả? Tự nhiên tôi có cảm giác mình giống như là Sherlock Holmes. À, một cái nhân vật huyền thoại của nước Anh đúng không? Đúng rồi. Ông làm tôi hứng khởi quá. Ông làm tôi nhớ đến cái vụ án tôi phá cái đây gần 35 năm về trước. Năm nay em nhiêu tuổi rồi? 30. Vui đẻ phá án hả? Hút rồi hả? Hố quá. Thôi bỏ đi. Cái nào ông gian được bỏ nha. Sao quá đáng vậy sao? Bây giờ tôi làm cái gì đây? Bây giờ ông làm trợ lý cho tôi. Yes sir. Trợ lý? Yes sir. Giữ tôi cái vỏ. Yes sir. Trợ lý? Yes sir. Chưa. Yes sir. Ê, chưa có nói. Yes sir. Tôi có nói gì đâu. Yes sir. Trợ lý? Yes sir. Hửi cái vỏ bằng lỗ mũi. Yes. Yes sir. Thank you sir. Hửi đi sir. Kêu ông hửi kêu ông xài đâu cha. Xong. Xong. Sau một hồi điều tra tỉ mỉ phát hiện. Sao? Đây, vỏ màu đen. Nó đen thui. Quái đen. Đen thui. Đồ cài đen. Quá đen. Hoặc mà tuy là đen. Chính xác. Tóm lại là màu đen. Đúng vậy. Hết. Tôi nhìn tôi thấy nó màu đen vậy. Ngu hửi nữa hả? Trợ lý. Yes sir. Đeo khẩu trang. Có khẩu trang. Tưởng kêu cái gì chứ, đeo khẩu trang là chuyện nhỏ, mở cái vỏ mà là chuyện lớn. Này. Sorry nha. Sorry. Thank you. Không có chi. Trợ lý. Yes. Cái gì? Tiếng Anh nữa phải không? Nói từ từ lại nghe không kịp nha, nghe không kịp. Cứ từ từ thôi. Từ từ nha. Rồi. Tu nu hít. Rất từ từ. Nói tiếng Việt đi cha nội ơi. Đã nói tiếng Anh không hiểu mà cứ nói tiếng Anh hoài. Trời đất ơi, là cái tu dứt. Tu dứt. Tu dít, nó đại tu dít đi. Tiếng Anh, tiếng em chỉ cho nó cực vậy. Hả? Freak. Sao? Kêu. Gì kêu? Kêu. Nhạc cho nó hấp dẫn. Trợ lý. Yes sir. Music. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Yeah. Happy birthday to you. Thôi. Cái gì vậy? Ông sinh nhật ai đây mà? Sinh nhật ở đây. Đâu có đâu, tiếng Anh tôi biết một bài đó mà cho nội ơi. Trời ơi, nhạc lúc này là nhạc kinh dị rùng rợn lên. Chết cha. Yeah. Sorry sir. Kinh dị phải không? Đúng rồi. Yes. Trợ lý. Yes. Music. Cái gì vậy? Cho sói chù. Ông rảnh quá. Cái gì nữa vậy? Mèo rừng kêu. Ủa, rảnh quá. Mày nói. Kinh dị mà. Phung. Phung 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 phung. Trời ơi, tới sáng.
đất ơi, cái đồ quỷ này làm tôi sợ má. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Xác người. Xác người. Xác người. Sao vậy không nói chà? Nói gì có cái vỏ không là bác tao rình thấy mẹ luôn à. Trời ơi. Thì nãy giờ ông chưa đi nữa hả? Ngu sao đi? Đứng đây coi tụi bay còn nhiều chuyện thứ gì nữa không chứ tại sao đi? Đây. Thời gian rảnh mà. Được, có ba ông... cái đồ quý này không? Mở ra cho ông coi, ông sợ coi đấy. Mở ra là ông sợ liền á. Đừng có nhát tôi à. Nhát để coi thử đàn ông con trai cái gan tụi bay nhiêu. Đồ quý ba cái vỏ này mà làm gì mà... Ông mạnh ông tới đi. Trời. Mới làm cái gì rồi hả? Nè. Vỏ. Là to quá, tao mới sợ. Đâu là to quá, tao mới sợ. Là nhỏ thôi. Bây giờ tao lấy lại bình tĩnh rồi tao quất à. Bây giờ từ nãy giờ tụi tôi ráng lắm mà chưa mở được cái phẹt ma tuy đó. Bây giờ ông mở ra giùm tôi cái coi. Chưa biết cái gì trong đó luôn. Cái gì vậy? Cái gì vậy, gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi. Ai hú vậy, ai hú vậy? Không biết ai hú, hình như siêu nhân hú. Nó còn bú sữa mà nó hú. Bú sữa mà hú. Siêu nhân bú sữa còn hú. Để mấy chú khoan con, đừng hú nữa nha. Hồi hộp quá. Ghê quá. Cái gì vậy? Ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Người chết. Sao ta, sao biết? Ta nắm được cái xương quai hàm. Trời ơi, cái đầu lâu ông nội ơi. Nguyên một cái xương quai. Ủa con. Trời ơi, cái này mới kêu xương quai hàm. Bữa nãy giờ chưa thò vô cái vỏ ta. Trời ơi. Trời ơi, ông nội ơi, bình tĩnh dùm con đi cha. Chết. Có lỗi quá. Nhìn sao đó cái xương quai hàm mà trời. Trước tiên phải kéo vào bên tia đó. Cái gì vậy? Cái xương quai tia. Tao chưa kéo mà. Kệ nó, lồng tiếng cho hấp dẫn. Thôi dẹp đi. Cái gì trong đó vậy? Anh hùng quá. Chưa thấy. Giờ mò vô là sẽ thấy. Đứng kế bên cho đỡ hồi hộp. Đứng kế bên. Cái gì vậy? Chúng cái gì vậy? Ta nắm được cái chân nó rồi. Trời ơi, nó chặt từng khúc luôn sao? Trời ơi, nắm được cái chân. Nó nắm được cái chân con ba. Cái chân của con. Mày thò vô chi mày? Trời ơi. Quỷ không à? Là ông bể tim ông luôn à? Làm hết hồn à? Ta đâu có sợ nhưng hơi hết hồn thôi. Sợ quá đúng không? Vô nửa vỏ à? Vô nửa vỏ rồi. Kỳ này chính xác nha. Vô tới rồi. Chính xác nha. Phải kiểm tra kỹ càng. Gì vậy? Xác chết là một nạn nhân nữ. Sao không biết? Tôi đã nắm trọn trong tay. Cái gì? Lấy ra liền. Đưa con cho nội. Đưa con. Nữ của nó nè. Nó tưởng tượng phong phú quá. Nữ. Ai biết nắm gọn trong lòng bàn tay thì mình tưởng vậy. Xin lỗi hai bạn. Tập trung đi. Tưởng cũng là sốt hôm không à. Hả? Cái gì vậy? Đúng là nữ chắc rồi. Sao không biết vậy? Có thắc bính. Nói giờ đúng rồi. Bính thì đúng rồi, lấy ra liền. Cái gì kỳ này? Mà sao nó lúc lắc được? Trời ơi, lúc lắc nữa. Ghê vậy? Bị chặt đầu rồi. Hả? Trời ơi. Trời ơi. Cái gì? Trời ơi. Ui, một cái đầu. Cô chủ. Trời đất ơi, hèn chi mà nó thối quắc anh cho nội ơi. Ai ơi. Có con chuột chết không hai thằng nhiều chuyện. Mày đặt ba ăn ba đồ nữa. Ê, trốn tới bên này được rồi. Ê, cái gì vậy? Ô, mày, tao đây luôn hả? Quỳnh Linh. Ê, Quỳnh Linh. Anh nói nghe, anh đừng nghĩ anh trốn mình nước biển qua nước Anh, thoát khỏi tay bóng biển á. Tụi mày giả mang thiệt. Thành thả anh em tụi tao phải bơi từ Mỹ sang Anh để đuổi thân tụi bay. Bây giờ đuổi nó đi. Lên.
anh xuống nghỉ đi. Vô cái bên nghỉ đi, vô cái bên nghỉ đi. Đó, đừng đợi, đừng đợi. Từ từ, có chuyện té bây giờ. Từ từ, có chuyện té. Ở đâu mà lạnh quá vậy? Sao có tuyết rơi nữa kìa? Sao vậy? Đi, trời ơi. Vậy là hả? À, mình về tới Sa Pa rồi, về tới Việt Nam Sa Pa. Hả? À, mà tới Sa Pa đâu? Cái gì vậy? Chạy từ từ nước Anh mà sang Hàn Quốc á. Là đi đâu? Đi ngang qua biển Bắc Bằng Dương, có mấy tuyết mới rơi vậy nè. À, trời ơi, chùm đau với. Tôi làm quá. Chết rồi. Anh. Anh lên đây vô cabin đi, lạnh lắm anh lên đây. Vô cabin đi anh, lạnh lắm á, anh ơi, vô đi anh. Trời ơi. Cái gì? Hả? Thằng chú đảo. Thằ chú đảo nó dí theo luôn hả? Nó bơi theo kìa, trời ơi, nó bơi như con hết kìa. Mà thử thì nó lì quá vậy. Trời lạnh quá. Trốn, trốn đi anh. Giờ có, sao giờ? Có chỗ nào để trốn không? Tới đâu rồi? Tao đói bụng quá, đói bụng quá. Đói bụng quá, tới đâu rồi? Đây kia, kia. Có một cái quán ăn. Tấp vô đi, tấp vô. Tấp vô, tấp vô. Tấp vô. Ê, 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 ê,